khi bạn đang ở trong một mối quan hệ lãng mạn có thể là một trải nghiệm tuyệt vời nhưng điều quan trọng là đảm bảo bạn duy trì ý thức về bản sắc và sự độc lập của mình khi bạn bắt đầu tìm đến người ấy của mình để khiến bạn cảm thấy trọn vẹn hoặc coi sở thích và quan điểm của người ấy là của riêng bạn đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang đánh mất chính mình trong mối quan hệ nếu không được kiểm soát Điều này có thể hủy hoại lòng tự trọng của bạn và dẫn đến sự oán giận và bất hạnh. Sau đây là một số dấu hiệu phổ biến cho thấy rằng bạn đang đánh mất chính mình trong một mối quan hệ và cách lấy lại quyền kiểm soát cuộc sống của bạn. Điều thứ nhất, chia sẻ các giá trị và quan điểm giống như người ấy của bạn là điều tuyệt vời. Miễn là bạn cảm thấy thoải mái khi không đồng ý và bày tỏ niềm tin và ý tưởng của riêng mình việc không đồng ý với người ấy của bạn cho thấy rằng bạn là người có suy nghĩ độc lập và nếu được thực hiện một cách tôn trọng có thể củng cố mối quan hệ giữa các bạn bằng cách cho phép các bạn học hỏi lẫn nhau nếu bạn thấy mình đang lặp đi lặp lại ý kiến của người ấy mà không tìm ra suy nghĩ của chính mình đó là dấu hiệu cho thấy bạn không suy nghĩ cho chính mình điều thứ hai cho dù bạn yêu người bạn đời của mình đến mức nào điều quan trọng cần nhớ là người ấy là một con người không hoàn hảo với những điểm mạnh và điểm yếu khi bạn bắt đầu coi người ấy là hoàn hảo không thể sai lầm và không bao giờ sai bạn đang đặt người ấy lên vị trí cao hơn và không còn coi họ ngang hàng nữa điều này sẽ nhanh chóng dẫn đến những kỳ vọng không thực tế và sự thất vọng khi những kỳ vọng đó không được đáp ứng nó có thể khiến bạn viện cớ cho hành vi xấu của người ấy và cho người ấy toàn quyền đối xử tệ với bạn. Thừa nhận sai sót của người ấy cho phép bạn duy trì kết nối và thực tế về mối quan hệ. Nó cũng giúp duy trì sự tôn trọng đối với những quan điểm độc đáo của nhau, điều cần thiết cho một mối quan hệ lành mạnh. Điều thứ ba, bạn sống trong nỗi sợ hãi rằng người ấy của bạn sẽ rời bỏ bạn nếu bạn luôn sống trong nỗi sợ hãi rằng người ấy sẽ bỏ rơi bạn mà không có lý do điều đó cho thấy bạn đã mất hết niềm tin vào giá trị của bản thân mình theo thời gian việc thiếu giá trị bản thân này có thể dẫn đến những hành vi không lành mạnh như quá đeo bám thay đổi bản thân để phù hợp với nhu cầu của người ấy và bào chữa cho hành vi xấu của người ấy thay vì giả định điều tồi tệ nhất hãy suy nghĩ về điều gì khiến bạn có giá trị và người ấy của bạn được hưởng lợi như thế nào từ mối quan hệ. Làm việc dựa trên lòng tự trọng sẽ giúp củng cố niềm tin của bạn vào bản thân mình và khiến bạn cảm thấy an tâm hơn trong mối quan hệ. Điều thứ tư, nếu bạn liên tục tìm kiếm tình yêu và sự chấp nhận từ người ấy của mình để cảm thấy được công nhận, thì đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang có lòng tự trọng thấp. Dựa dẫm vào người bạn đời để cảm nhận được giá trị bản thân sẽ nhanh chóng dẫn đến cảm giác lo lắng, bất an và sợ hãi. Nó sẽ phá hủy tất cả niềm vui trong mối quan hệ của bạn và khiến bạn khó cởi mở và trung thực, thay vì mang bạn lại gần nhau hơn. Nó sẽ khiến bạn có vẻ thiếu thốn và bám víu, càng đẩy người ấy của bạn ra xa hơn. Thay vì tìm kiếm sự công nhận từ các nguồn bên ngoài, hãy tập trung vào việc phát triển ý thức mạnh mẽ về giá trị bản thân trong chính bạn thực hành từ nói chuyện tích cực, đặt mục tiêu cá nhân và tìm các hoạt động khiến bạn cảm thấy thỏa mãn. Theo thời gian, bạn sẽ có đủ tự tin để tin tưởng vào giá trị của bản thân mình và không cần phải dựa vào người khác để xác nhận. Điều thứ năm, bạn không bao giờ đặt nhu cầu của bản thân mình lên hàng đầu. Khi bạn yêu ai đó sâu sắc, việc muốn làm cho họ hạnh phúc là điều tự nhiên. Tuy nhiên, nếu bạn thấy mình liên tục hy sinh và phớt lờ nhu cầu của bản thân mình để làm hài lòng người ấy của mình, thì đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang đánh mất chính mình trong mối quan hệ. Mối quan hệ là về sự thỏa hiệp và việc kìm nén mong muốn, mục tiêu và nhu cầu của bạn cuối cùng sẽ dẫn đến sự oán giận và bất hạnh. Quan tâm đến ai đó không có nghĩa là hy sinh tất cả mong muốn và ước mơ của bạn. Đó là hỗ trợ các mục tiêu của nhau, đồng thời dành thời gian cho chính bạn. Điều thứ sáu, bạn không bao giờ từ chối hoặc nói không. Nếu bạn cảm thấy lo lắng khi nói không với người ấy của mình, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đã mất liên lạc với nhu cầu và mong muốn của chính mình. Từ chối đứng lên bảo vệ bản thân sẽ khuyến khích người ấy phớt lờ cảm xúc của bạn và coi bạn là điều hiển nhiên điều quan trọng là phải lưu tâm đến nhu cầu của người ấy nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nên đồng ý với mọi điều người ấy nói vì sợ làm người ấy khó chịu học cách khẳng định bản thân là chìa khóa để duy trì mức độ độc lập lành mạnh nó sẽ giúp bạn giữ nguyên danh tính của mình và cho phép bạn cùng nhau phát triển điều thứ bảy bạn bị ngắt kết nối về mặt cảm xúc cảm thấy mất kết nối về mặt cảm xúc là một trong những dấu hiệu đáng lo ngại nhất cho thấy rằng bạn đang đánh mất chính mình trong một mối quan hệ. Một số dấu hiệu cần chú ý là cố tình phớt lờ cảm xúc của bạn, không thành thật về các vấn đề trong mối quan hệ và tự nhủ rằng mọi thứ đều ổn. Nếu bạn tiếp tục phớt lờ cảm giác của mình, bạn sẽ ngày càng khó thành thật với bản thân và người ấy của mình. Chẳng bao lâu nữa, giao tiếp sẽ bắt đầu bị phá vỡ làm xói mòn lòng tin và đẩy bạn ra xa nhau điều thứ tám bạn mất liên lạc với bạn bè dành nhiều thời gian hơn cho người ấy của bạn khi bạn đang trong một mối quan hệ là điều tự nhiên tuy nhiên nếu bạn ngừng gặp gỡ bạn bè và gia đình điều đó có thể cho thấy bạn đang trở nên quá gắn bó về mặt cảm xúc và đánh mất chính mình mối quan hệ của bạn với bạn bè và gia đình cũng có ý nghĩa như mối quan hệ của bạn với người ấy của mình. Những người biết bạn và quan tâm đến bạn nhất có thể cung cấp sự hỗ trợ và lời khuyên vô giá trong suốt những thăng trầm của các mối quan hệ, đặc biệt là khi gặp khó khăn. Điều thứ chín, bạn đã từ bỏ việc dành thời gian cho sở thích của mình. Bỏ tất cả các sở thích của bạn để dành nhiều thời gian hơn cho người ấy của bạn có thể đồng nghĩa với việc mất liên lạc với những gì khiến bạn trở nên độc đáo. Ngay cả khi bạn có chung sở thích với người ấy của mình, thì vẫn có lợi khi có những sở thích hoàn toàn là của riêng bạn. Theo đuổi một sở thích liên quan đến bạn, có thể giúp nâng cao sự tự tin của bạn. Dành thời gian cho bản thân mình không có nghĩa là bạn đang bỏ bê người ấy của mình. Điều đó chỉ có nghĩa là bạn coi trọng cá tính của mình và cam kết phát triển với tư cách cá nhân. Vì vậy, Đừng ngày tiếp tục theo đuổi những điều khiến bạn hạnh phúc, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc dành nhiều thời gian hơn ở một mình. Điều thứ 10, bạn đã từ bỏ mục tiêu và ước mơ của mình. Có mục tiêu và ước mơ của riêng bạn là điều cần thiết để giữ nguyên bản sắc của bạn trong một mối quan hệ. Bạn không bao giờ nên cảm thấy mình phải hy sinh nguyện vọng của mình để làm cho một mối quan hệ thành công. Tất nhiên, tất cả chúng ta đều sống cuộc sống bận rộn, và thời gian là quý giá. Nhưng nếu bạn nhận thấy rằng những hy vọng và ước mơ của mình bị lùi lại so với người ấy của mình thì đã đến lúc bạn nên có một cuộc trò chuyện trung thực về cách cả hai bạn có thể đạt được những gì mình muốn. Điều thứ 11. Bạn cảm thấy lo lắng khi ở một mình. Cảm thấy lo lắng khi người ấy của bạn không ở bên cạnh là một dấu hiệu cảnh báo bạn đã trở nên quá phụ thuộc vào người ấy để được hỗ trợ về mặt tinh thần. Điều này không tốt cho cả hai bạn. Cách tốt nhất để vượt qua cảm giác lo lắng này là thách thức nó. Bắt đầu bằng cách dành nhiều thời gian hơn ở một mình và làm những việc mà không có người ấy của bạn khiến bạn hạnh phúc. Đi dạo một mình, tham gia một lớp học hoặc bắt đầu một sở thích mới. Bất cứ điều gì giúp bạn thoát ra khỏi vùng an toàn của mình và trở nên thoải mái hơn khi ở bên bạn. Điều thứ 12 bạn không ngừng nghĩ về người ấy của mình việc thường xuyên nghĩ về người ấy của bạn là điều tự nhiên đặc biệt là trong một mối quan hệ mới tuy nhiên nếu nó bắt đầu chiếm lấy suy nghĩ của bạn và bạn thấy mình thường xuyên lo lắng hoặc ám ảnh về chúng thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đã đánh mất chính mình có nhiều kỹ thuật giúp bạn ngừng suy nghĩ ám ảnh về ai đó và điều quan trọng là tìm được sự cân bằng dành thời gian xa người ấy của bạn để thực hành chăm sóc bản thân mình và theo đuổi các hoạt động mà bạn yêu thích để phá vỡ các kiểu suy nghĩ ám ảnh của bạn. Thực hành chánh niệm cũng là một cách tuyệt vời để giúp tập trung lại sự chú ý của bạn. Điều thứ 13 Bạn tránh xung đột Học cách xử lý những bất đồng bằng sự tử tế và tôn trọng là điều cần thiết để bạn có thể tự do thể hiện bản thân mình trong mối quan hệ. Đó là dấu hiệu của sức mạnh để bày tỏ ý kiến của bạn mà không sợ bị phán xét hoặc hậu quả. Điều thứ 14. Bạn tìm kiếm sự kiểm soát trong các lĩnh vực khác của cuộc sống. Nếu bạn không cảm thấy mình có quyền kiểm soát trong mối quan hệ của mình, bạn có thể bắt đầu tìm kiếm quyền kiểm soát trong các lĩnh vực khác của cuộc sống để bù đắp. Có thể khó thừa nhận rằng bạn đang cảm thấy mất kiểm soát trong mối quan hệ của mình. Nhưng điều quan trọng là phải nhận ra những kiểu hành vi này. Truyền đạt nhu cầu và mong muốn của bạn là cách duy nhất để lấy lại bản sắc và quyền lực cá nhân của bạn. Hãy nhớ rằng, các mối quan hệ là về việc hai người đến với nhau để hỗ trợ sự phát triển, chứ không phải một người hy sinh nhu cầu của mình cho người kia. Điều thứ 15, bạn cố gắng thay đổi bản thân mình để hài lòng người ấy. Thay đổi bản thân để làm cho người ấy của bạn hạnh phúc là một dấu hiệu chắc chắn rằng bạn đã bắt đầu tin rằng bạn không còn quan trọng nữa nó có thể bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt chẳng hạn như giả vờ thích điều gì đó mà bạn không thích nhưng nếu không được kiểm soát nó có thể khiến bạn từ bỏ các giá trị cốt lõi của mình và đánh mất ý thức về bản sắc của mình cho dù bạn yêu ai đó nhiều như thế nào bạn không bao giờ nên từ bỏ một phần của chính mình người ấy của bạn nên chấp nhận và ủng hộ con người thật của bạn chứ không phải cố gắng thay đổi bạn thành một người khác. Điều thứ 16, cảm xúc của bạn lên xuống thất thường. Cảm xúc dao động có thể biểu thị rằng hạnh phúc của bạn đã trở nên quá phụ thuộc vào mối quan hệ của bạn. Nếu bạn chỉ cảm thấy hạnh phúc khi có người yêu ở bên và cảm thấy buồn hoặc cô đơn khi không có người ấy, thì đã đến lúc bạn nên lùi lại và tiếp xúc những nhu cầu tình cảm của chính mình. Vì cảm thấy có mối liên hệ tình cảm mạnh mẽ với người ấy của mình là điều tự nhiên, nhưng bạn cũng có thể tìm thấy niềm vui khi người ấy không ở bên cạnh, dành thời gian để kết nối với chính mình, thực hành chăm sóc bản thân mình và theo đuổi sở thích của riêng bạn. Làm như vậy sẽ giúp bạn tìm thấy sự cân bằng và mãn nguyện trong cuộc sống. Điều thứ 17, lòng tự trọng của bạn đang ở mức thấp nhất. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến lòng tự trọng thấp nhưng hãy xem xét liều lời nói và hành động của người ấy của bạn có góp phần gây ra vấn đề hay không nếu giá trị bản thân của bạn chỉ phụ thuộc vào sự chấp thuận của người ấy thì đó là dấu hiệu chắc chắn rằng bạn đã đánh mất bản thân mình và ý thức về bản sắc của mình trong mối quan hệ xây dựng lòng tự trọng của bạn sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều nhưng bạn có thể bắt đầu quá trình này bằng cách thiết lập ranh giới rõ ràng và lên tiếng khi người ấy của bạn làm điều gì đó khiến bạn cảm thấy bị coi thường hoặc không quan trọng. Điều thứ 18. Bạn không bao giờ đưa ra những quyết định quan trọng cho bản thân mình. Bạn rất dễ rơi vào cái bẫy luôn để đối phương đưa ra những quyết định quan trọng thay bạn. Đặc biệt nếu người ấy có tính cách nổi trội hơn. Tuy nhiên, việc đưa ra quyết định cho bản thân là rất quan trọng vì nó cho phép bạn kiểm soát cuộc sống của mình, định hình tương lai và tạo ra cuộc sống mà bạn mong muốn ngoài ra việc tự đưa ra quyết định có thể giúp bạn trở nên độc lập và tự chủ hơn đó là những phẩm chất cần thiết cần có trong cuộc sống tất nhiên bạn không cần phải phớt lờ ý kiến của người ấy người ấy có thể là một nguồn hướng dẫn và lời khuyên có giá trị nhưng vào cuối ngày bạn nên tôn trọng quyền tự chủ của nhau và tin tưởng rằng bạn sẽ đưa ra quyết định tốt nhất cho chính mình Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua Fanpage và qua Zalo theo số điện thoại Quốc Anh chia sẻ bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại